Một lỗ hổng trên Samsung Galaxy Note 2 và Galaxy S3 cho phép kẻ gian truy cập và giành quyền kiểm soát thiết bị mà chủ nhân không biết. Dù đã cài mã khóa và đến nay hãng điện tử Hàn Quốc chưa thể fix lỗi, tuy nhiên người sử dụng hai phiên bản này cũng không phải lo lắng nhiều khi mà mới đây, nhà sản xuất phần mềm bảo mật BKV đã tung ra bản vá lỗi cho các dòng smartphone thịnh hành nhất của Samsung. Lỗ hổng trên smartphone của Samsung được công bố lần đầu tiên vào hôm 4 tháng 3 vừa qua, cho phép kẻ gian qua mặt tính năng khóa máy, truy cập vào màn hình chính của điện thoại, kích hoạt các ứng dụng như danh bạ gọi điện hay tin nhắn, ghi chú mà chủ nhân không biết. 2 tuần sau khi lỗi màn hình khóa được phát hiện, các chuyên gia của BKAV đã phát triển thành công giải pháp vá lỗ hổng và tích hợp vào phần mềm bảo vệ smartphone BKAV Mobile Security phiên bản miễn phí. Người sử dụng có thể tải phiên bản miễn phí của phần mềm bảo vệ smartphone BKAV Mobile Security tại Google Play hoặc từ website mobile.bkav.com.vn. Để kích hoạt tính năng, trên giao diện của BKAV Mobile Security, chọn menu chống trộm, sau đó tích vào chống hack màn hình khóa.